quý vị, hàng năm từ tháng 10 đến cuối tháng 12 là dịp hoa sữa nở rộ, mùi hương nặng đến nhức đầu và khiến cho nhiều người dân Hà Nội bị ám ảnh, khổ sở. Nhiều người đang khẩn thiết đề xuất phải nhanh chóng quy hoạch lại việc trồng hoa sữa, thậm chí là có những đề xuất chặt hạ hay cần phải cắt tỉa để giảm thiểu mùi nồng của hoa sữa. Nhiều gia đình sống ở hai bên các con phố này phải đóng cửa cả ngày. Nhiều quán hàng kinh doanh và mùa này khách đến cũng ít hơn. Bởi lẽ cứ cách vài mét lại có một cây hoa sữa. Cả con phố dài chừng gần 2 km nhưng có đến khoảng 100 cây hoa sữa. Những con đường hoa sữa như phố Trung Hòa này ở Hà Nội không phải là hiếm. Hoa sữa vốn là đặc trưng, là biểu tượng của mùa thu Hà Nội. Từ lâu thì hoa sữa đã đi vào thơ ca và nhiều nhạc phẩm khác. Thế nhưng trên nhiều tuyến phố mới hiện nay như Trung Hòa, Nguyễn Chí Thanh hay Cầu Giấy, với mật độ trồng hoa sữa dày đặc như thế này thì lại khiến cho người ta có một cảm xúc khác. Hoa sữa hay nở vào buổi tối, cho nên là từ khoảng 9 giờ tối trở đi thì mùi nó càng nặng hơn, nên xen kẽ các loại cây khác vào để cho nó hài hòa hơn. Chứ nhiều tuyến phố mà có nhiều cây hoa sữa thế này thì người dân sẽ cảm thấy rất là khó chịu ạ. Đấy, quá dày luôn, họ cây dày quá nhiều, mùi hoa sữa nồng nặc quá nên là người ta cũng người ta nó mùi hắc quá. Mùi sữa nồng nặc rất là khó chịu, đâm ra là tôi bị như này là rất là khó thở mà là hắt xì hơi nhiều. Cây lên trồng là thưa giải rác ra rồi đỡ hơn, đi trồng với diện tích dày như này là cảm thấy là mùi hoa sữa này ngột ngạt không chịu được. Hoa sữa là loại cây đô thị dễ trồng và hoa sữa có vẻ đẹp riêng của nó. Tuy nhiên, loài hoa này chỉ đẹp và ý nghĩa trong trường hợp biết sử dụng đúng chỗ và đủ tiêu chuẩn. Việc trồng quá nhiều và với khoảng cách quá sát nhau nên hoa sữa mới gây nên những phiền toái. Vấn đề hoa sữa ở Hà Nội hiện nay là một ví dụ điển hình. Tôi cho cái đó là thực ra là thuộc về cái quy hoạch thành phố hoặc là những cái mà kỹ thuật của cái bên công ty công viên cây xanh thì ít nhất phải từ khoảng độ 100 cho đến 150 mới có một cây. Đấy, tức là khoảng cách tối thiểu tốt nhất cũng nên điều chặt hoặc là chuyển hoặc là thay bằng những cái cây bóng mát khác để cho đảm bảo cái khoảng cách. Cũng có thể có những cái phương pháp là dùng những cái hóa chất mà phun cho nó rụng hết cái nụ đi. Nhưng nếu mà cây hoa sữa mà lại không nở hoa thì nó lại không đẹp. Nhiều nghiên cứu về mặt dược lý cho thấy hoa sữa không có chất độc gây chết người, nhưng cũng không giống như các loài hoa khác. Nếu hít phải với mật độ nhiều hay để trong phòng kín thì sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là về vấn đề thần kinh. Quy hoạch lại việc trồng hoa sữa, chuyện có vẻ như đùa nhưng lại hết sức cấp bách. Bởi việc trồng hoa sữa tràn lan khi phát triển các đô thị mới phản ánh một lối tư duy rất thiếu thực tế. Vì thế, hoa sữa không có lỗi, mà lỗi là nằm ở quy hoạch.